chào các bạn. Hôm nay mình làm bánh cọp các bạn ơi. Bữa nay 15 mừng tương. 30. 30. 30 mừng tương. Cái khâu đập dừa các bạn. Đập dừa quá chuyên nghiệp các bạn ơi. Câu nào dừa các bạn ơi. Vô té con vô. Xong một miếng rồi các bạn ơi. Quá chuyên nghiệp. Làm tới giờ luôn á. Nãy giờ mình nạo xong rồi tới vắt nước cốt các bạn ơi. Câu và vắt nước cốt dừa. Này mình làm truyền thống nha các bạn, làm bằng tay không. Xong hai nước các bạn để riêng. Chiếc thứ nhì mình để riêng. Mình lấy bột lên nè. Kia là gỗ gạo. Gạo chút mình để ăn bánh cọp. Đây là bột gạo ha. Bột giòn. Bột giòn. Bột gạo với bột giòn luôn các bạn ơi. Bột nghệ luôn. Ký bột gạo các bạn ơi. Nè con gót mẹ miếng nước không ấm nha. Ấm lên nóng nóng rồi, ấm ấm được. Mình đánh xong rồi mình để nghệ vô thêm luôn các bạn ơi, cho nó vàng, tạo màu vàng tự nhiên. Mày chuẩn bị đổ các bạn ơi.
hạ dầu lên cho nó đừng có dính bánh nha. Dính khuôn. Đây là nước cốt dừa với bột bữa nãy mình đã quậy lên với nghệ luôn. Và đây là nước cốt nhất, hành, cái gì nếp gia vị đồ vô vô luôn rồi các bạn. Mình đổ bột vô trước các bạn, chút mình mới để phần nước cốt này vô sau. Ui. Bánh này làm rất đơn giản các bạn. Đấy là xong một khuôn, để mình tiếp tục đổ khuôn tiếp theo cho các bạn xem, để hồi mình ăn thử luôn cho các bạn xem nha, coi nó ngon không. Mình phải ấy dầu như gì nè cho nó đừng có dính khuôn các bạn. Tiếp tục đổ nước cốt lên cho nó thấm. Đây là xong, tiếp tục mình đẩy nắp lại. Giờ làm rồi các bạn. Bánh cọt nhà làm, mời các bạn ăn nha. Ăn nha các bạn. Các bạn ơi,
Thì đưa đây con. Đưa đây ngồi nè. Béo quá. Đâu ngon ăn đâu. Bóc đi cho nó ngon mà mẹ của bạn ơi. Bữa nay hôm nay mình ăn bánh kẹo chay với các bạn. Hôm nay 30 mình làm bánh kẹo cơm các bạn ơi. Thầy của ba. Này cho chú cho. Ngon quá các bạn ơi, béo quá. Cũng ngon. Này không? Này không? Nào. Này. Dạ, này cái gì? Quá phải không? Này hả? Này phải không? Ừ. Ừ. Con cái này không? Này chưa. Không chắc cái gì. Này. Này chưa. Anh cọc tương nghe các bạn. Anh bóc cho anh gấp cho nè. Nè, ăn quá rồi con. Ngon. Cặp gà ăn ngon quá các bạn ơi. Ăn bánh này là phải bóc thôi các bạn. Ăn miền Tây là mới ăn bóc. Ngon không My? Ngon. Vừa đổ xong nóng nó ngon luôn. Ừ, thọ còn nóng thì ngon. Đã quá các bạn ơi. Béo quá. Nhà làm nghe các bạn, cái gì cũng già nhà chứ các bạn. Vừa nhà bộ. Thành trọng nhà luôn. Cây nhà lá vườn. Đúng chưa? Ngon không? Ngon bánh rau gạo không? Được. Ngon ngon ơi. Gạo hiu nè. Đang rửa cơm mà. Ngon nè, cái này nó nhỏ thì ngon. Đó các bạn ơi. Tiếp tục các bạn ơi. Mua món thoại lâu năm lắm. Ê, tịt quá. Gớt rồi. Đúng không? Đây là chị Diễm My tôi. Ăn bánh cỏ, mặc nhiều bánh cỏ. Các bạn ơi, đi đúng không? 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 Ừ, thấy ta con gì ra là con gì ra con gà giống con mà thấy là
có mấy? Giống. Có gì? Giống. Ui, con tàu lão nó bậy. Con gì ra là con gì ra? Nó nổ ngay coi. Hello, chào các bạn nha. Nãy giờ ăn no các bạn. Các bạn nhớ like, đăng ký, chia sẻ cho mình nha. Bye với mình. Bye bye.